Mazda CX-5 bản base không có Bose và không có súp. Làm sao chỉ dưới 20 củ anh em có thể nâng được. Loa cánh, súp, gầm ghế, âm ly có DSP nhé, cả chống ồn nữa. Phải xem hết clip thì mới biết nhé. Đầu tiên ta xem cái con CX-5 bản base này loa nguyên bản là như nào nhá. Đây có loa woofer, loa nguyên bản này. Ông bé tí đây, ông này made in Thái Lan nhé. Đây mà gần giấy, côn rất là nhẹ và nhỏ, cái mạ gần rất là mềm này và nhỏ. Thì đơn giản thôi, con này công suất của màn ra rất là kém, mà mặc dù con này có âm ly đấy, nhưng âm ly nó bé tí, nó để gốc trước bên phụ ấy, nên là nó bắt buộc phải làm côn nó nhỏ và màn nó mỏng này. Đây vậy là thay bằng con gì đây. Đơn giản nhất đây, ta chuyển bằng con này Musway này. Đây con Musway MC 6.2, con này nhìn thấy nó khác hẳn, mà con này quanh quẩn chỉ 4 củ thôi, thay vào chất âm nó khác hẳn, và con Twitter nó cũng khác nha. Đây con Twitter của thằng CX-5 này nó bé tí này, và con Twitter này nó nằm ở trên Coda, Coda nó to thoải mái, cho con Twitter này giải cao nó rất là hay, tơi và sáng. Cái phần súp như nào, con này không có súp đâu, con này là bị ăn bớt rồi, chứ con bản 2.5 ấy nó có súp hốc bánh đằng sau rất là ngon, súp của bô, nhưng mà con này không có, vậy xử như nào. Đây, anh em có rất nhiều phương án, nhưng đây là phương án một trong phương án hay nhất nè. Con súp anh em làm con 6.5 inch, con này nhỏ nhưng mà quánh rất khỏe và dày ấm, nghe lâu nó không mệt. Con này chỉ khoanh quân 5 củ thôi nhá. Loa cánh rồi, súp rồi, nhưng mà thiếu cái này là hỏng này. Con âm ly DSP này, con này nó khoảng 38W 4 kênh. Nhưng tại sao phải cần con này? Rất đơn giản này thôi. Loa được cái ở dưới chân, cái cũng xa này, nghe rất dở hơi găm hấp. Nhưng mà nếu mà ta có con này có DSP ta căn chỉnh đến trễ của âm thanh thì mình sẽ không nghe từ loa cả, mình nghe như dàn nhạc đánh trước mặt này, và súp nghe tiếng nó khác hẳn, phần trước mặt này mà nghe rất là êm dịu, nó không gắt thùng thùng và đít này, rất sẽ khó chịu nếu mà không có con này. Nghe mới nhá, khỏi có con này, con này thì lanh quanh chỉ 6 củ này. Thế dưới 20 củ anh em nâng âm thanh cho con CX-5 bản bass như thế nào, và căn chỉnh lắp đặt, đặc biệt là căn chỉnh DSP như thế nào, xem hết clip sau để biết nhé.